Vâng, kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa là chương trình Gửi Yêu Thương sẽ diễn ra. Và lúc này thì chúng tôi nhìn thấy có những em nhỏ đang lăng xăng trước sân khấu. Và chương trình của chúng ta thì đang được truyền hình trực tiếp, cộng với lại sẽ truyền hình trực tiếp trên fanpage của chương trình Giọng Ca Vàng Bojo Việt Nam. Chính vì thế, chúng tôi rất mong được sự ủng hộ và quan tâm của các quý vị đại biểu, các vị khách quý, và đặc biệt là quý phụ huynh. Chúng ta đang có con nhỏ đang chạy lăng xăng ở xung quanh sân khấu, thì hãy để ý giúp cho chương trình, để chương trình của chúng tôi được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong đêm nhạc Gửi Yêu Thương của hai ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy đêm nay. Lời tiên cho phép Huyền Sâm thay mặt cho các nghệ sĩ, những người thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin được cảm ơn phần biểu diễn rất là sôi động của các nghệ sĩ với một sáng tác vô cùng tuyệt vời của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc 60 năm cuộc đời. Kính thưa quý vị, ta sống để yêu nhau bởi vì cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. Và cũng chính vì lẽ đó mà hai ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy đã lựa chọn đêm nhạc Gửi Yêu Thương làm tiêu đề chính cho chương trình đêm nay, với mong ước rằng tất cả chúng ta sẽ mãi mãi được sống trong tình yêu thương và được sống trong nụ cười hạnh phúc. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, ca nhạc Gửi Yêu Thương là một đêm nhạc trao quà từ thiện của các ca sĩ Thanh Phú và Thanh Thúy. Quang Phú và Thanh Thúy là hai ca sĩ đã đạt giải cao trong cuộc thi giọng ca vàng Bolero Việt Nam năm 2021-2022 do Trung tâm giọng ca vàng Bolero Việt Nam và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức thường niên. Kính thưa quý vị, đặc biệt nam ca sĩ Quang Phú và ca sĩ Thanh Thúy là hai người con được sinh ra tại mảnh đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh yêu thương. Ngoài giọng hát hay, Quang Phú và Thanh Thúy lại có một tấm lòng nhân ái, muốn góp một phần nhỏ của mình sau ngày đăng quang để trở về, để tri ân với tỉnh nhà và đồng thời tặng quà tiếp sức đến trường cho các em nhỏ trên địa bàn Kỳ Anh. Thưa quý vị, tại đêm nhạc đặc biệt miễn phí này, cùng với các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, với các tấm lòng hảo tâm, nam ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy dành tặng 35 suất quà cho 35 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với trị giá là gần 100 triệu đồng, thưa quý vị. Và ngay tại đêm nay, ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy sẽ tiếp tục kêu gọi các tấm lòng hảo tâm. Ở dưới quý vị khán giả sẽ thấy là có 3 thùng từ thiện của chúng tôi để ở dưới và rất mong được sự đóng góp và giúp đỡ của tất cả mọi người để cho chúng ta có được những món quà thật ý nghĩa để dành tặng tới những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trên huyện và thị xã Kỳ Anh, thưa quý vị. Và đến dự đêm nhạc đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý. Thưa quý vị, về phía huyện, thị xã Kỳ Anh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, đề nghị chúng ta nồng nhiệt chào mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Mai Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo thị xã Kỳ Anh. Đến dự chương trình hôm nay còn có một số phòng ban liên quan của thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh. Thưa quý vị, các lãnh đạo các đơn vị xã, phường, thị trấn của hai đơn vị và đặc biệt là các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã và đang đồng hành tham gia cùng chương trình hôm nay. Vâng, về phía khách mời đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ, nhà báo Phạm Ngọc Đoá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban biên tập chuyên trang Người đẹp Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi giọng ca vàng Bolero Việt Nam. Vâng, và với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ ca sĩ Ngôi Sao, ca nhạc Long Nhật, ca sĩ Thiên Bảo, ca sĩ Trang Hòa, ca sĩ Thủy Dung, ca sĩ Ánh Hồng và ca sĩ Thúy Hằng, thưa quý vị. Và chắc hẳn có một thành phần nữa mà không thể thiếu trong đêm nhạc ngày hôm nay để tạo thành công lớn trong đêm nhạc hôm nay, đó là sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa xin nồng nhiệt chào mừng. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu bà Nguyễn Thị Mai Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo thị xã Kỳ Anh, đại diện địa phương lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời.
ơi, chạy ra rồi. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, trung ương, các ban ngành cấp tỉnh, kính thưa đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp thị xã, các xã phường cùng toàn thể bà con nhân dân yêu quý. Hôm nay, thị xã Kỳ Anh rất vui mừng và phấn khởi được chứng kiến một sự kiện thật ý nghĩa, một đêm nhạc tổ chức thật sôi động, hoành tráng. Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh xin được nhiệt liệt chúc mừng những thành công trên con đường nghệ thuật của các ca sĩ là con em của quê hương Kỳ Anh. Mong các ca sĩ luôn tiếp tục phát huy trên con đường sự nghiệp của mình, đặc biệt luôn quan tâm, đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên để học tập tốt. Mong các ca sĩ, văn nghệ sĩ luôn phát huy xứng đáng là những ca sĩ có tâm và có tầm. Xin chúc cho đêm nhạc gửi yêu thương, trao quà từ thiện thành công tốt đẹp, có ý nghĩa và sức lan tỏa lớn. Những tiếng hát từ trái tim sẽ chạm đến những trái tim của mọi người. Thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh, xin chúc cho đêm gửi yêu thương, trao quà từ thiện thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phát biểu rất là ý nghĩa và chân tình của bà Nguyễn Thị Mai Dung. Kính thưa quý vị, hôm nay Huyền Sâm rất là vui và vinh dự, thật hạnh phúc khi được đứng ở đây, ở tại mảnh đất Hà Tĩnh nói chung và đặc biệt là thị xã Kỳ Anh nói riêng, một mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Và Huyền Sâm rất là may mắn khi Huyền Sâm là một MC được về tại mảnh đất Hà Tĩnh dẫn 10 năm truyền hình trực tiếp tại ngã ba Đồng Lộc, tưởng nhớ 10 cô gái Đồng Lộc, thưa quý vị. Và có rất là nhiều chương trình khác lớn như là chương trình lễ kỷ niệm 250 năm Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Và có lẽ là Huyền Sâm đã dẫn hàng ngàn các chương trình lớn trong nước và quốc tế. Nhưng có lẽ là về với Hà Tĩnh, về với giống như là về với quê hương thứ hai của mình, mảnh đất giàu truyền thống, giàu tình yêu thương và sự ngọt ngào ấm áp. Và trong đêm nhạc ngày hôm nay thì Huyền Sâm về đây với không chỉ là cương vị là một MC dẫn chương trình, mà Huyền Sâm muốn về đây được như là một người con của mảnh đất Hà Tĩnh, có được không ạ? Có được không ạ? Vâng, xin được biết ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và để đáp lại tình yêu thương đó, Huyền Sâm xin gửi tới quý vị một sáng tác nổi tiếng viết về quê hương của nhạc sĩ Sáp Kim Thạch, phòng thơ Đỗ Trung Quân, ca khúc Quê Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một mẹ thôi.
quê hương, nếu anh không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chuồng quê ngọt cho con chiều hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về xưa phương vàng bay, quê hương là con diều biển tuổi thơ con thả trên đường, quê hương là con đò nhỏ em đến của nước về trường. Quê hương là câu chê nhỏ mẹ về luôn mang những tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa nâu rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lật đổi thay. Quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, lẽ ra khi mà hát bài hát quê hương thì Huyền Sâm sẽ mặc áo dài, nhưng vì hôm nay về Hà Tĩnh, về Kỳ Anh thì Huyền Sâm với vai trò là người dẫn chương trình nên cho phép Huyền Sâm hôm nay được về đất mẹ, được mặc một bộ váy lộng lẫy hơn áo dài được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, và để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu, cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón một người con của thị xã Kỳ Anh, một nữ nghệ sĩ có gương mặt khả ái và một giọng hát vô cùng nồng nàn quyến rũ. Chúng ta cùng chào đón tiếng hát nghệ sĩ tú Võ Trang Hòa. Cảm ơn anh Phú rất nhiều. Vâng, xin được chân thành cảm ơn lời giới thiệu của MC Huyền Trâm. Và kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép Trang Hòa xin được gửi tới quý vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cô bác thị xã Kỳ Anh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và bài hát đầu tiên Trang Hòa xin gửi tới mọi người đó là bài hát Vũ Ngáng Quê Hương Tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đến say đôi mắt ngỡ ngàng vùng đất đổi thay, hãy
âu như cũng về đây, theo con tàu ai vỗ bến vào ra bao chuyến tàu vui, nhớ về bến cảng quê tôi cũng ngang bao khát vọng từ lâu. Chín đời mới chờ ai từng qua lại đèo ngang, rẽ vào ghé thăm nơi này, cùng tay nắm tay ta hát sánh đều nhịp bước cùng ai. Từ đây ta nối miền Tây làm vòng cùng say câu ví, tình thêm cao quý người ơi, sáng ngời bên cạnh chúng tôi vung ngang, nghe tiếng còi tàu vang vung ngang, bao chuyến hàng đưa đón với nhau cho tình sâu nghĩa nặng bền lâu hơn bao mòn hoành. Đôi mắt ngỡ ngàng vùng đất đổi thay, hải âu như cũng về đây, theo con tàu ai vỗ bến vào ra bao chuyến tàu vui, nhớ về bến cảng quê tôi vung ngang bao khát vọng từ lâu. Chín đời mới chờ vung ngang, nghe tiếng còi tàu vang vung ngang, bao chuyến hàng đưa đón với nhau cho tình sâu nghĩa nặng bền lâu. Xin được cảm ơn mọi người. Và ca khúc thứ hai của nhạc sĩ Lê Xuân Hòa, ca khúc được mang tên Đưa Anh Về Hà Tĩnh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
Anh ơi em mời anh về thăm quê hương em Hà Tĩnh, Sông Lam và Hồng Lĩnh, níu bước chân người đi. Anh ơi em mời anh về bên dòng lá xanh mát, thiên cầm nghe biển gọi những chuyến tàu khơi xa, mà tình sâu nghĩa nặng mênh mang những câu hò. Về bên em, anh về cùng em, quê em non nước hữu tình, mùa trăng lên trên bên Tam Xoa. Em đưa anh về nghỉ xuân mà nghe ca trù cổ đàm, sang đình giang tay đón bạn Hồng Lĩnh bạt ngạt mây bay. Đời anh về về cưới cô dâu, em thương em bước qua cầu, áo the màu anh bước theo sau, qua sông du xinh cơi trầu, bà con hai họ đón mừng cô dâu. Đón mừng cô dâu, quê hương biết mấy ân tình ta đưa nhau về. Ơi bạn mình ơi, vâng, xin được chân thành cảm ơn mọi người. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Võ Trang Hòa với hai ca khúc vô cùng tuyệt vời vừa rồi. Kính thưa quý vị, và để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của một ca sĩ có thể nói là một hoàng tử của Hương Sơn. Thưa quý vị, một hoàng tử Bojo Hương Sơn. Anh đã từng đoạt giải tư của Hương Sơn và đoạt giải nhì của giọng ca vàng Bojo Việt Nam năm 2019. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón tiếng hát năm ca sĩ Ánh Hồng với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Thao Thức Vì Em. Em ơi suốt đêm thao thức vì em,
lời ra từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đi, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ, nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta thầm hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chàng thương em nhớ em, tất cả là em, còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Phần trình diễn rất là ấn tượng của nam ca sĩ Anh Hồng. Kính thưa quý vị, và nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca, có thể nói là một giọng ca trẻ, triển vọng đến từ giọng ca vàng Bojo Việt Nam. Cô đã vào được vòng chung kết và đạt giải triển vọng trong cuộc thi với một gương mặt xinh xắn và giọng hát ngọt ngào. Xin gửi tới quý vị qua một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, Hồ Tịnh Tâm, ca khúc Vận Tơ Tầm. Chúng ta cùng chào đón tiếng hát nữ ca sĩ Thúy Hằng. Thank you.
thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe khi thiên hạ thương dèm pha tôi kia. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Thúy Hằng. Và để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ mà cũng là một người con của quê hương Hà Tĩnh. Mặc dù cô đi xa, lập nghiệp và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mỗi khi nhớ về quê hương thì cô lại muốn trao gửi tâm tình qua từng lời ca tiếng hát. Và hôm nay trong đêm nhạc gửi yêu thương, nữ ca sĩ Thùy Dung về với mảnh đất Kỳ Anh Hà Tĩnh với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang, ca khúc Tâm sự với anh. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng cổ vũ cho nữ ca sĩ Thùy Dung.
Thùy Dung xin phép được gửi tới lời chào tới quý vị đại biểu cũng như là tới quý vị khán giả quê nhà thân thương một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân quý nhất ạ. Cho em trong những đêm sâu đau, giờ trách anh đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì em buồn, vì hai đứa ta hai cuộc đời như một niềm sâu từ lúc tuổi 20, trong lúc vòng tay em chưa tròn ẩn ai, nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đơn. Chắc một mình anh hiểu, anh thường bảo rằng tình cảnh dù chồng gái, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Yêu anh trong trái ngang khổ đau, vẫn số em thương để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu, thương bảo rằng tình cảnh dù chồng gái, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay. Thank you.
còn yêu suốt đời. Cho người yêu con, thương con thật nhiều như trầu yêu mến cầu. Nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau. Vẫn số em thương đế như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Thương bảo rằng tình cảnh dù chồng gái, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay. Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Tâm sự đêm nay nên vì em bối rối nên tâm sự đêm nay. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn nữ ca sĩ Thủy Dung với ca khúc rất là tuyệt vời vừa rồi. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Thủy Dung thì là một người con của quê hương Hà Tĩnh, nhưng mà hiện nay đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay với tình yêu thương quê hương của mình thì đã bay về Hà Tĩnh để biểu diễn trong đêm hôm nay. Và rất là bất ngờ thì cũng có một điều rất là tiếc, đó là lúc 6 giờ tối để chuẩn bị mà ra chương trình ấy, thì Thủy Dung đã bị cảm và có thể nói là bị ngất lịm một lúc. Không biết là do thời tiết hay như thế nào đó. Thì tất cả trong chương trình, các ban tổ chức đã động viên Thủy Dung là cố gắng đi. Bởi vì về với đất mẹ thì đất mẹ luôn luôn ôm mình vào lòng, chứ không nỡ để mình phải tí ra. Và chính vì lẽ đó thì có những cái gì mà còn sơ suất thì mong tất cả quý vị lượng thứ. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ Huyền Sâm xin được giới thiệu tới quý vị một nam ca sĩ là một nhân vật chính trong đêm nhạc hôm nay. Vâng, với một giọng ca rất là nồng nàn, ấm áp. Và trong kỹ thuật thanh nhạc có thể nói là anh là một cái giọng baritone rất là trầm ấm và rất là tuyệt vời. Anh cũng là một học trò của Huyền Sâm. Thưa quý vị, trong cuộc thi giọng ca vàng Bojo Việt Nam thì Huyền Sâm là huấn luyện viên của anh. Và anh đã xuất sắc vượt qua gần 1.000 thí sinh để được giải nhì giọng ca vàng Bojo Việt Nam năm 2021. Và chúng ta ơi, tất cả quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật ấm áp, thật nồng nhiệt để chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Quang Phú. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con, lời đầu tiên Quang Phú xin gửi tới toàn thể quý bà con lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thank you.
mặc áo thêu hoa khỏi bè. Tôi với thank you.
vẫn còn trông thấy em mặt lệ tơ hồng, nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng như vẫn còn trông. Đôi áo tôi thương về dĩ vãng như vẫn còn trông thấy em mặc lệ tơ hồng. Quang Phú, anh ra đây, Huyền Sâm hỏi anh một câu chuyện. Thưa quý vị, khi làm chương trình thì anh Quang Phú có nói là mời cô Huyền Sâm về dẫn chương trình cho Quang Phú. Mà anh Quang Phú thì nói rằng là nếu mà cô có hỏi cái gì thì cô hãy hỏi cho em hỏi trước đi. Vì là Quang Phú rất là bị tâm lý, không muốn, không dám nói gì trước tất cả quý vị khán giả. Nhưng cô nói rằng là không, khi mà thấy Quang Phú hát như thế nào thì cô sẽ hỏi anh Quang Phú như thế. Và hôm nay thì Huyền Sâm cũng làm giống như vậy, thưa quý vị ạ. Bởi vì với Huyền Sâm thì người dân Hà Tĩnh mộc mạc, chân tình, không có phải làm cái gì phải chuẩn bị trước, đúng không? Quý vị có ủng hộ Huyền Sâm không ạ? Vâng, thưa quý vị, bây giờ Huyền Sâm muốn hỏi anh Quang Phú là lúc này thì anh có cái cảm xúc gì khi mà biểu diễn trong một đêm nhạc mà anh đã dành tất cả những tình yêu thương, sự đam mê trong bao nhiêu năm qua đối với dòng nhạc Bolero nói chung và với âm nhạc nói chung và Bolero nói riêng, và đặc biệt là trong một buổi tối ngày hôm nay với sự yêu thương của quá quá nhiều các quý vị đại biểu, các vị khách quý và các quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thưa cô Sâm, thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì với Quang Phú thì rất là xúc động, rất là cảm thấy tự hào và được hôm nay là toàn thể quý vị chúng ta cùng đến để tham dự đêm một đêm ca nhạc của Quang Phú. Thì trong một thời gian qua, Quang Phú cũng cố gắng để làm tất cả để có một đêm nhạc như thế hôm nay. Thật sự là cũng rất là vất vả, nhưng mà đổi lại tình cảm của mọi người đến với Quang Phú hôm nay thì đúng là Quang Phú rất là vui. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị, tất cả mọi người ạ. Vâng, những chia sẻ rất là mộc mạc, rất là chân tình. Như vậy thôi, cần gì mà phải kịch bản, đúng không thưa quý vị? Thưa quý vị, rằng là để làm được một cái đêm nhạc giống như hôm nay ấy, thì nam ca sĩ chính trong đêm nhạc hôm nay gầy mất 3 kg, thưa quý vị. Anh rất là lo lắng, hồi hộp và muốn đem tất cả những nỗi niềm, những tâm sự, tâm huyết của mình trong bao nhiêu năm qua. Có thể nói là anh đã đau đáu muốn làm một điều gì đó để nó giống như là một cái dấu ấn trong cuộc đời của mình, đặc biệt là trong sự nghiệp ca hát của mình. Và với những cái nỗ lực vô cùng tuyệt vời của anh, những cống hiến, những đóng góp của anh trong suốt thời gian qua thì anh đã đạt được giải nhì giọng ca vàng Bolero Việt Nam năm 2021. Và hôm nay với những tràng pháo tay thật lớn của quý vị đã chứng minh rằng anh Quang Phú, một nam ca sĩ Quang Phú đã làm nên thành công, đúng không quý vị? Và nếu quý vị yêu thương nghệ sĩ, ca sĩ Quang Phú thì hãy dành cho anh Quang Phú một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Có thể lớn hơn nữa được không ạ? Vâng, đấy, người dân của Kỳ Anh, người Hà Tĩnh luôn luôn chân tình, luôn luôn yêu thương, nồng nàn và ấm áp lắm. Anh không phải gì mà phải run sợ. Và lúc này thì anh Quang Phú rất là tự tin để tiếp tục gửi ca khúc thật tuyệt vời nữa dành cho quý vị. Và Huyền Sâm xin được nhường lại sân khấu cho nam ca sĩ Quang Phú. Vâng, và một lần nữa thì Quang Phú cũng xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị chúng ta. Và ca khúc tiếp theo thứ hai, một sáng tác của nhạc sĩ Điền Minh Vũ với ca khúc Hai Quê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
tôi lớn lên bờ Tam Giang nước mặn, nhưng chiều không mấy trắng lừng lờ trôi. Bên những nguyên thế có chảy lòng bên tê quê người mưa nắng cô con tình chỗ nặng hành nhà phai trong lòng bên đây chân trời rộng sức khỏe dài đôi chân bên đây bao cảm nhận lòng bao dung mưa nắng quê người vẫn sâu nặng niềm tin yêu trong khói đời tựa sao mãi nơi chân bên nhau như nhặn câu địa châu mặn mà nghĩa phụ thế mà chở phù câu thề ai đi không hẹn về sao trầm tình ai kia đến đi những nguyên thế có tranh lòng bên té quê người mưa nắng có con tình số nặng hành nhà phai trong lòng bên đây chân trời rộng sức khỏe dài đôi chân bên đây bao cạnh trời tạm nhân lòng bao dung mưa nắng sâu nặng niềm tin yêu trong cõi đời tựa sao mãi nơi chân trời
niềm tin yêu trong khói đời tựa sao mà. Nơi chân Quang Phú. Đây có phải là bà xã của anh Quang Phú không ạ? Vâng. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho một tình yêu thật đẹp của nam ca sĩ Quang Phú với người vợ thân yêu của mình. Và chắc hẳn là nếu không có chị thì chắc chắn là chương trình không thể được thành công như thế này. Bởi vì chị là người đã truyền lửa, là hậu phương vững chắc để cho anh tập trung và cống hiến cho nền âm nhạc cũng như là dòng nhạc Bojo nói riêng. Vâng thưa quý vị, và theo như cảm nhận của Huyền Sâm trong 18 năm hoạt động nghệ thuật của mình thì Huyền Sâm cảm nhận thấy rằng trên hình chữ S, trên giải hình chữ S thì không có một ca sĩ nào hát dòng nhạc dân ca mà hay như người miền Trung, và đặc biệt là hát những điều vi sậm hay như người Nghệ Tĩnh, người Hà Tĩnh. Đúng không quý vị? Quý vị có thấy đúng không ạ? Vâng, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu để chào đón một tiếng hát, một nữ ca sĩ rất là duyên dáng, dịu dàng. Và đặc biệt, chị còn là hiệu trưởng của một trường mầm non đã ấp ủ bao nhiêu năm với nghệ thuật và đặc biệt là với dòng nhạc dân ca cũng như dòng nhạc Bojo. Và hôm nay, chị đứng ở trên sân khấu, chị cũng rất là run, nhưng chị nói rằng là cô Huyền Sâm ơi, cô cứ giới thiệu giúp em. Bởi vì là em thì em cũng run lắm, nhưng em sẽ cố gắng hết mình để làm sao hát thật hay, để không phụ tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho nữ ca sĩ. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Thank you.
Và để tiếp nối chương trình, để không phụ lòng nhiệt tình và yêu thương của quý anh chị em bạn bè, quý vị đại biểu và quý vị khách quý đã về cổ vũ cho chương trình của Thanh Thúy và Quang Phú. Tiếp theo chương trình, Thanh Thúy xin gửi tới quý vị chúng ta một ca khúc Quán Trọ Trần Gian. Sống thương người như là thế thương thân thì ai ơi
cũng theo yêu cầu của quý vị khán giả thì Thanh Thúy sẽ thể hiện một ca khúc tiếp theo là ca khúc mang đậm chất bolero, đó là ca khúc Đoàn Tuyệt. Xin quý vị cho mặt tràng có tay của vũ cho Thanh Thúy đi ạ. Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi, ngày buồn đã tới nay giây phút tôi xa người, tình đã ua nhau mình đã thôi nhau, từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa, lời nào đã hứa còn lâu giờ chỉ thêm thừa, người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu, tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chôn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu, thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu, tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy cười yên vui
tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đứng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Quý vị dành cho nữ ca sĩ Thanh Thúy. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với phần biểu diễn của nam ca sĩ Quang Phú và nữ ca sĩ Thanh Thúy với một màn song ca thật tuyệt vời. Xin mời. Thank you.
sự nói chia ly sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ thù tình. Thức tròn đêm nay để nhớ của chúng ta mới thức trắng đâu ạ. Mà Huyền Sâm được biết thì là anh Quang Phú và Thanh Thúy đã thức trắng rất nhiều đêm để dành tất cả những tâm huyết và những điều tốt đẹp nhất trong đêm nhạc gửi yêu thương ngày hôm nay. Và tất cả những điều đó có xứng đáng để dành một tràng pháo tay thật lớn của quý vị được không ạ? Vâng, Huyền Sâm xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ Huyền Sâm xin giới thiệu tới quý vị một ngôi sao dòng nhạc Bojo của Hà Tĩnh. Thưa quý vị có biết là nữ nam ca sĩ nào không ạ? Tên lớn hơn được không ạ? Một dòng ca rất là ấm áp, ngọt ngào, một diện mạo thì vô cùng đẹp trai. Và anh có một giọng ca thì có thể nói là đánh đổ gục bao nhiêu trái tim của những cô gái. Và anh cũng đồng thời là một giảng viên, một huấn luyện viên, là một người thầy của rất rất nhiều các thế hệ trong cuộc thi giọng ca vàng Bojo Việt Nam. Và anh hiện nay đang giữ chức là phó ban giám khảo của cuộc thi giọng ca vàng Bojo Việt Nam, đồng thời cũng là thầy giảng viên chính thức của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Bảo. Lời đầu tiên cho phép Thiên Bảo được gửi tới lời chào trân trọng nhất đến quý vị đại biểu, quý vị khán giả, tất cả bà con, lời chào trân trọng nhất. Thiên Bảo đi hát thì hay nói tiếng Nam, tiếng Bắc, nhưng mà dư về nghề Hà Tĩnh nhà ta nói tiếng Hà Tĩnh hè. Cả nhà hè. Đầu tiên thì Bảo cảm ơn anh trai Quang Phú và em Thanh Thúy đã mời Thiên Bảo có dịp để về đây hát trên mảnh đất quê hương của mình. Thiên Bảo sinh ra và lớn lên cùng tại quê hương Hà Tĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nhà bây giờ thì ở thành phố Hà Tĩnh nhưng mà Thiên Bảo thì đi hát thường xuyên. Hôm nay cũng rất là vui và đặc biệt là lấy được ba con quá đông luôn. Rất là đông ạ. Rất là vui và cũng hồi hộp nữa. Chúc cho anh trai Quang Phú cũng như là em Thúy sẽ thành công trên con đường ca hát của mình. Đó, chúc cho ba con được nhiều sức khỏe nhá. Và đặc biệt là cảm ơn ban nhạc lúc nãy giờ đánh rất là hay. Cả nhà một tràng pháo tay thật kêu ạ. Bảo hát cả nhà nhớ vỗ tay cho kêu nhá. Khi nào chứ nghe nó hơi nhỏ thì mà đứng trên đi xa quá thì nhớ là hát nhiều lúc hắn được cảm xúc lắm. Như Bảo chạy xuống hát gần cả nhà ta để hát cho hay nhá. Nhảy đây luôn này. Nhạc ơi lên luôn nhá. Rồi bài này thì Bảo hát thì chắc là ai cũng biết cái bài này cả. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Nhớ ai biển xanh vẫn xanh người đi sao đánh, để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau, một đêm tha thiết chi một đêm.
rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho em hay lệ này cho anh khi mong ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu hay buồn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau biết em sẽ buồn vì tuyệt anh chưa rời bên. Biết em sẽ ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời là hôm tin em về nơi cuối trời. Em ơi bây giờ nhớ thương đầy nguôi. Một cảm ơn các bà con ơi. Dạ, Tuyến Bảo cảm ơn rất là nhiều ạ. Tuyến Bảo được về hạt đến quê hương An Tinh của Tuyến Bảo á. Nó vui làm ba con ạ. Một trăm tay lên được. Dạ. Nhạc phẩm Phút Cuối, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nam Phương. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho em, hay lệ này cho anh, khi mong ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu hay buồn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bên. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã ngày vui của em cùng ai trên đời là hôm tin em về nơi cuối trời. Em ơi bây giờ nhớ thương đầy nguôi là hôm tin em về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này. Vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Dạ, Bảo cảm ơn ba con. Hình như ba con Hà Tĩnh vẫn bính người Hà Tĩnh như vậy nên vỗ tay hơi bị to luôn. Một bài nữa nha cả nhà. Như là một bài rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Dinh này. Cả nhà nghe ngâm thơ trước nhá. Ca khúc Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, mời cả nhà cùng nghe. Ngâm thơ bài này ngâm thơ buồn lắm cả nhà này. Nghe mùi mần luôn. Thôi cũng cam đành vĩnh biệt nhau.
người đi ta ở ngần vang trong đêm vắng lời ai khóc hay chính tiếng lòng ta xót đau. Thôi hết rồi người đã tha tôi, quên hết lời thì ngày xa xôi. Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, sao nỡ đành lòng nào lại. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiêm bao. Hết những ước mơ, lệ tuôn gối nhòa, đêm về rừng rừng. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình anh đắng cay. Em biết cho chăng em nói rằng trọn đời yêu anh, sao nỡ đành lòng nào lại. Bạc đầu câu mình yêu giữ không nhạt màu, bây giờ trả lại chẳng sao. Quý vị đã nghe rưng rưng nước mắt chưa? Em cảm ơn anh trai Quang Phú, chúc anh có một đêm nhạc thành công. Hết những ước mơ, lệ tuôn gối nhòa, đêm về rừng rừng nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình anh đắng cay. Em biết cho chăng chọn đời yêu anh, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu mình thương đến khi bạc đầu, câu mình yêu giữ không nhạt màu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu bạc đầu câu mình yêu giữ không nhạt màu, bây giờ trả lại cả nhà yêu. Ba con ơi, nghe nướng ạ? Có ạ. Dạ, thực ra thì Bảo vẫn đứng còn một bài nữa. Giả hồi thôi cả nhà. Giờ Bảo với nhân vật chính trong đêm nay
là em Thanh Thúy sẽ sống ca một bài hát. Bài hát này là hai anh em mới tập lúc chiều, cho nên là có cái gì đó mà nó trục trặc với cái gì đó là cả nhà thông cảm nhá. Một bài hát cũng rất là hay của nhạc sĩ Trúc Phương được mang tên Con Đường Mang Tên Em. Mời cả nhà cùng nghe ạ. Một tràng vỗ tay thật kêu cho Thanh Thúy. Rồi để anh dắt em đi nhá. Bắt đầu diễn xuất này. Đi chậm thôi nhá. Diễn xuất rồi. Thúy ơi, em có thấy con đường ngày xưa mình hay đi đó không? Đó, con đường đó, con đường Kỳ Anh đó. Con đường mang tên em đó. Trở lại chuyện hai chúng mình. Khi em với anh vừa biết đam mê, tình yêu tràn trề, được ngọn đêm vắng bước chân em nhớ tên. Rồi thời gian qua lối này, khi tay trắng tay, buồn phật lên vai, hành trang đường dài vì đời. Đêm nhớ đêm lửa mút mút lúc mọi yêu về đi. Con đường tình sự nắng đời, đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu sương. Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi một tràng vỗ tay thật kia cho Thanh Thúy cả nhà ơi. Cả nhà nghe hay không ạ? Bắt đầu diễn tiếp. Nghe bút giá lúc nửa đêm, gọi yêu về đi. Con đường tình sự nóng đai, đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu sương. Đường chẳng riêng ai chúng mình, nên khi vắng em đường đã thay tên. Còn chẳng khi yêu lạnh đầy theo tiếng bước thu thư đi tìm. Đường đã thay tên, còn chẳng khi yêu lạnh đầy theo tiếng bước thu thư đi. Cho nam ca sĩ Thiên Bảo và nữ ca sĩ Thanh Thúy. Và thưa quý vị, ngay bây giờ cho phép Huyền Sâm xin được giới thiệu tới quý vị một ngôi sao ca nhạc của Việt Nam, một nghệ sĩ được công chúng yêu mến từ những năm 90 với giọng ca ngọt ngào, mượt mà và có thể nói là không có thể lẫn được đâu ạ.
Vâng, anh đã nổi tiếng từ những năm 90 với hàng triệu những người yêu mến anh, với rất rất nhiều các album nổi tiếng giống như Lời Người Ra Đi hay Hai Chuyến Tàu Đêm. Vâng, và gần đây là một album có thể nói là rất là đình đám, đó là Tìm Lại Người Xưa. Và anh cũng là một người thầy giảng dạy, huấn luyện cho rất rất nhiều các thế hệ học trò của cuộc thi giọng ca vàng Bojo Việt Nam. Và hiện nay anh đang là trưởng ban giám khảo của cuộc thi giọng ca vàng Bojo Việt Nam. Vâng thưa quý vị, quý vị có biết Huyền Sâm giới thiệu tới ai không ạ? Tên lớn lên được không ạ? Wow, quý vị thật tuyệt vời. Vâng, không ai khác, ngôi sao ca nhạc, nam ca sĩ Long Nhật. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kim Huyền Sâm. Vỗ tay chưa to nơi. Vỗ tay mà người vỗ, người không là ột vô cất rồi nè. Long Nhật là người Huế, Huế vì Kỳ Anh Hà Tĩnh là nói giống nhau, ụt dột là mắc cờ phải không quý vị? Lời đầu tiên cho phép Long Nhật xin gửi đến tất cả các cô chú, các anh chị trong ban lãnh đạo của tỉnh, của thị xã Kỳ Anh, của Hà Tĩnh, tất cả quý vị khách quý, quý vị đại biểu, các mạnh thường quân, và đặc biệt những khán giả yêu thương của Kỳ Anh, lời chào yêu thương và kính trọng nhất. Sự thật là Long Nhật rất là xúc động và rất là vinh dự khi được về dự live show của hai học trò cưng Quang Phú và Thanh Thủy ngay trên mảnh đất Kỳ Anh, quê hương của hai em. Long Nhật hôm qua Long Nhật về với Kỳ Anh rất là sớm, 12 giờ đêm Long Nhật đã về với Kỳ Anh rồi. Long Nhật đi một vòng thị xã, Long Nhật ngắm nhìn tất cả những nơi chốn mà Long Nhật đã đi qua. Long Nhật cảm thấy mình là một người rất là may mắn. Sau 2 năm dịch giả, Long Nhật vẫn còn đứng đây, khán giả vẫn còn yêu thương cả học trò của Long Nhật. Và những mùa dài vừa tiếp nối theo sau. Và những người ngã xuống như là Đương Kim, tiền nhiệm trưởng ban giám khảo, danh ca Ngô Quốc Linh. Và Ngô Quốc Linh nằm xuống và Long Nhật là tiếp tục viết tiếp bản tình ca của Ngô Quốc Linh vẫn còn dang dở với lời mời của Phạm Ngọc Đóa. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn Kim Huyền Sâm, cảm ơn danh ca Thiên Bảo. Cảm ơn tất cả các học trò cưng của Long Nhật, cảm ơn Quang Phú, cảm ơn Thanh Thủy đã cho thầy cái cơ hội về với quê hương mình. Một lần nữa xin biết nói rằng cảm ơn vì tất cả. Sẽ là một ca khúc rất ý nghĩa, rất là xúc động trong cái tâm trạng của Long Nhật hôm nay. Ở hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Cảm ơn quý vị. Chắc là vỗ tay lại á, chắc là vỗ tay lại, vỗ tay chưa đã nữa á. Không phải vỗ tay như rửa, vỗ tay tới tiếng em á. Ai ba. Lâm Nhật kính mời quý vị chúng ta đứng tay cao đây nào. Bên phải tay đâu, bên phải nào. Tất cả các camera quay xuống dưới bên phải. Các nhà kia anh đằng xa nào. Bên trái. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây triệu hạt rơi.
quý vị. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, anh chị, các bạn, các em, những khán giả rất là yêu thương từ miền Trung, của Quỳ Anh, của Hà Tĩnh, ở hai đầu nỗi nhớ. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu nay nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Anh ứng không? Hai đầu nỗi nhớ ứng không ạ? Dạ, ứng mà vỗ tay chưa to nơi. Lâm Nhật phát hiện ra một điều gì này, tại vì Lâm Nhật là người Huế, là người miền Trung. Lâm Nhật phát hiện ra một điều như thế này. Người Hà Nội và người Sài Gòn á, người Nam và người Bắc á, họ thể hiện tình cảm bộc lộ ra rõ ràng hơn. Mà cái người miền Trung mình kín đáo hơn. Nhiều cái thương trong bụng dữ lắm mà vỗ tay hơi ột dột ấy. Nhưng mà Lâm Nhật thương cái đó đó quý vị. Cảm ơn quý vị. Dạ, yeah. Lâm Nhật sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện tình. Lâm Nhật là người Huế. Lâm sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện tình tại Huế của Lâm Nhật. Nhạc sĩ Phạm Anh Cường năm đó là khoảng 26 tuổi. Anh Cường ra Huế học mỹ thuật. Anh Cường là người Đà Nẵng. Anh Cường đẹp trai, viết nhạc rất hay, vẽ tranh rất đẹp. Và anh Cường có một cái biệt tài là nhiếp ảnh tuyệt vời luôn. Anh Cường ra Huế đi học. Anh Cường là người Đà Nẵng. Anh Cường gặp chị Thủy, một người con gái Kim Long gần chùa Thiên Mù của Huế. Chị Thủy xinh lắm. Con gái Huế đã đẹp nổi tiếng, con gái miền Trung đã đẹp nổi tiếng rồi, mà con gái Kim Long đẹp nữa. Chị Thủy năm đó 16 tuổi, hai người cách nhau 10 năm. Anh Cường có hẹn với chị Thủy là cho anh Cường đi 2 năm, nhiều nhất là 3 năm. Anh Cường sẽ trở về Huế để cưới chị Thủy, con nhà giàu, con nhà danh giả. Nhưng mà thưa quý vị, anh Cường đi biển biệt 10 năm. Anh Cường làm ăn thất bại, nhạc sĩ làm như việc nhạc, vẽ tranh làm thơ thì rất là tài, nhưng mà làm ăn không có giỏi. Anh Cường bán nhà từ Đà Nẵng vào Hội An. Ngày xưa không có điện thoại, không có Zalo, không có Facebook, không có mạng như bây giờ. Bao nhiêu thư chị Thủy gửi về Đà Nẵng, từ Huế gửi về, mất liên lạc, mất hết. Ngày xưa việc thư là việc thư tay, chắc là Đóa còn nhớ ngày xưa là bưu điện mà việc dán cái tem đấy mà. À, bao nhiêu thư gửi về từ Huế gửi vô Đà Nẵng, thì anh Cường dọn nhà về Hội An rồi. Và cái người nhận những cái lá thư đó không ai khác, chính là Lâm Nhật. Đạo diễn Nguyễn Tinh Tín và Huỳnh Thương Anh đã chọn Lâm Nhật vào vai người bưu tá đưa thư. Lâm Nhật hát đây trước, quý vị về nhà, quý vị sợ cái phim ca nhạc của Lâm Nhật nhé. Và gặp lại nhau sau 10 năm khi anh Cường đầy đủ tất cả mọi việc. Anh Cường về cưới con gái nhà giàu thì trễ hết cả. Chị Thủy là người Công giáo và chị Thủy đã trao tròn cái tình yêu đó vào tay của Đức Mẹ. Kính mời quý vị cùng nghe Tìm Lại Người Xưa của nhạc sĩ Phạm Anh Cường. Quý vị có muốn Lâm Nhật đi xuống dưới không? Có đi xuống dưới không ạ? Nếu mà đi xuống dưới thì ánh sáng nhớ theo Lâm Nhật để lên hình cho đẹp nha. Để hát mấy câu cho hay rồi đi xuống dưới. Đây là một bản hit nhất của Lâm Nhật hiện nay.
ngoài những ở hai đầu nỗi nhớ, ngoài những gần lắm Trường Sa, câu hò ví dặm nhiều bài hay, thì Tìm Lại Người Xưa là một trong những bài hit nhất. Vỗ tay lớn để mình hát hay quý vị nghe. Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió reo, lòng bồi hồi nao nao. Con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không, hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa. Anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Trọn gần 10 năm qua anh vẫn còn day dứt, vì trời xui khiến anh bối thế. Còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi, đời riêng anh đây đã một lần bước rồi. Trách chi em duyên đời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau, thôi cố quên chuyện buồn vùi dư âm ngày xưa. Biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Kính thưa quý vị, gặp lại nhau sau 10 năm. Sau 10 năm mạnh cường chỉ nói được có một câu thôi: chờ nhau chi em ơi, qua thời con gái rồi. Còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi, đời riêng anh đây đã một lần bước rồi. Em trách chi em duyên đời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau, thôi cố quên chuyện buồn vùi dư âm ngày xưa. Biết nói sao cho vừa
chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Những ước nguyện ngày xưa. Thương lắm miền Trung. Chia tay được chưa? Đã, cho nó nhận hỏi đạo diễn mà Phan Ngọc Đỏ cái đã, để cho anh xin phép em, mặc tại vì anh Nhật là một người rất là chuyên nghiệp, ra sân khấu mặc dù khán giả có lá đăng trời nhưng mà đạo diễn cho mày được hạ cái nè. Chứ còn đạo diễn kem gì mới kem kem rồi. Mấy bài nữa. Vỗ tay cho tao được bài nào báo lên. Chưa to mày, nếu mà vỗ tay gấp đôi ăn gian thêm hai bài nữa. Về với miền Trung mà không hát một bài mô về miền Trung hết là điều rất là thiếu sót, đúng không? Bây giờ hát Hà Tĩnh á, tại vì thời gian không còn cho phép. Bây giờ mà hát Hà Tĩnh Kỳ Anh á thì Nghệ An kiền đó nè, mà hát Huế thì Quảng Nam kiền, hát Đà Nẵng thì Quảng Ngãi kiền, hát chung một bài về miền Trung luôn, hát chung bài miền Trung luôn. Dạ, sẽ là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hà Duy. Giai đoạn nào Lâm Nhật cũng có những bài hát sự nghiệp. Rất là may mắn mà một lần Lâm Nhật hát lên một cái là bà con rất là thương. Không phải Lâm Nhật là người hát hay nhất, nhưng mà Nhật tin rằng là đó là số phận. Kính mời cả nhà cùng nghe Thương Lắm Miền Trung ơi của nhạc sĩ Hà Duy. Ok. Đánh ra, đánh ra. Dưới tàu cho tôi nhắn gửi miền Trung thương nhớ, thương lắm miền Trung ơi, nắng cháy tới bời, lũ lụt triền miên, mưa bão giông về mái nhà đổ nghiêng, tan tác cỏ bay đồng xanh cây trái giờ trắng xóa như dòng sông. Mẹ tìm con thơ, vợ ngồi trong ngóng trông trên nóc nhà chênh vênh, ai khóc ai gào trong gió chiều lênh đênh, áo rách tả tơi quần dằn quá gối, ôi thương quá người miền Trung. Một đời gieo neo, một đời luôn cơ cực, khi bát cơm chưa đầy từng trang giấy trắng, em mơ ngày đến trường nay ngước nhìn theo lũ trôi. Thiên tai rồi lại thiên tai, dồn dập về miền Trung như trút hết lên phận nghèo. Mẹ già người có ro, đôi mắt thâm sâu thần thờ, nghe nhau nhắc gọi nhau mà lòng mẹ thêm đau, cầu mong cho trời sáng nhìn thấy đứa con mình. Mẹ thầm hỏi trong đêm, giờ này con nơi mô mà răng hẳn chưa thấy về. Cảm ơn quý vị. Lời một nó hơi buồn chút xíu, nó nhìn xin phép hẳn lời hai. Lời hai nó sẽ lạc quan hơn, tương lai nó rộng mở hơn.
cả nhà một tên lớn mình hát đời hai nào. Biết bao thân phận vẫn còn nổi trôi, người ơi xin nhớ giang tay đón miền Trung, đau thương sẽ không còn nắng vàng lại lên, giông bão tan rồi tháng ngày bình yên. Nói hết làm sao, miền Trung yêu dấu đây khúc ruột Việt Nam. Lòng người bao la dài rộng như nước Việt, xin hãy kề vai sát nhau, chung sức chung lòng ta sẽ vượt qua nỗi đau. Xin hát lại câu bầu ơi thương đi, nhiều điều phụ lấy giá gương. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dẫu xa muôn trùng tình Nam nghĩa Bắc, chung tay một tấm lòng luôn hướng về miền Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dẫu xa muôn trùng tình Nam nghĩa Bắc, chung tay một tấm lòng luôn hướng về miền Trung. Thương lắm miền Trung ơi. Chắc là phải mời cô Sâm ra rồi, không biết còn thời gian không. Dạ rồi anh Đoá cắt, tổng đạo diễn báo hết giờ, chết cha còn bài song ca hết giờ rồi em ơi, mời cô Sâm ra. Bây giờ tới cái câu chuyện gì nữa. Không. Thưa quý vị có muốn nghe Long Nhật hát nữa không ạ? Vẫn muốn nghe ạ. Vâng, Huyền Sâm nghĩ là nếu mà anh Long Nhật tặng quý vị khán giả thì chắc là sẽ đến 2 giờ sáng. Quý vị có ngồi đến 2 giờ sáng không? Wow, tình yêu của người dân Kỳ Anh thật là tuyệt vời. Và đó là lý do mà Huyền Sâm và anh Long Nhật đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, lúc này thì trước mặt Huyền Sâm và trước mặt tất cả quý vị đang có những chiếc xe đạp vô cùng đẹp, vô cùng xinh xắn. Và đó là những tình cảm, những tâm tình của hai ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy muốn dành tặng tới cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và chắc là hẳn lúc này thì các em nhỏ thì cái sức khỏe và thời gian ấy thì cũng không thể nào mà có thể ngồi đến 2 giờ sáng cùng với quý vị được không ạ? Và quý vị ơi, quý vị hãy ngồi yên tại chỗ, bởi vì là anh Long Nhật hứa là sẽ hát đến 2 giờ sáng. Còn bây giờ thì Huyền Sâm sẽ đến với phần đó là phần trao quà. Xin cho anh hỏi ý kiến này, cho anh hỏi ý kiến Kim Huyền Sâm nè, tổng đạo diễn nè. Tại vì anh nhà còn một bài song ca với cục vàng nữa. Cục vàng, tại vì hôm nay đến Quang Phú, làm gì còn bài song ca nữa, còn đủ thời gian không nè? Vâng thưa quý vị, vâng, với tình yêu thương dành cho anh Long Nhật như vậy, và đặc biệt là với một nam ca sĩ có thể nói là chính trong chương trình ngày hôm nay, thì chắc hẳn là không thể nào mà lại không dành thời gian cho hai nhân vật được của chúng ta được không ạ? Vâng, xin mời nam ca sĩ Quang Phú lên sân khấu ạ. Vỗ tay lớn người ơi. Tổng đạo diễn nghe nói là hết giờ, tôi phát quà cho các con và hạt tụ cá cuối cùng. Mặt Quang Phú bí xì như bánh bao chiều, gần khóc. Và sau đây là hai thầy trò hạt bài gì nè, em muốn hạt bài gì em giới thiệu. Và sau đây Quang Phú với thầy Long Nhật xin gửi tới toàn thể quý vị chúng ta ca khúc Nhớ Nhau Hoài, xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Và chúng ta để nhớ hoài nhớ bài buổi tối hôm nay, năm nhật về với Kỳ Anh.
vì với đêm nhạc của hai em Quang Phú Thanh Thúy. Bay lên em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt đỏ. Em buồn vì mình yêu nhau đến mấy rừng hơn, vì mình xa nhau đến nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió đi thông, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày. Dạ, kính thưa quý vị, nam ca sĩ Quang Phú.
nhiều. Cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý vị đã dành cho hai thầy trò ngôi sao ca nhạc Long Nhật và nam ca sĩ Quang Phú. Kính thưa quý vị, như Huyền Sâm vừa nói thì trước mắt quý vị đang có rất là nhiều những cái chiếc xe đạp rất là xinh xắn, đáng yêu, mà đó là những cái tình cảm của nam ca sĩ Quang Phú cùng với nữ ca sĩ Thanh Thúy đã gửi tâm tình của mình dành tặng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn. Và thưa quý vị, Huyền Sâm cảm thấy rất là xúc động lúc này khi mà có thể nói là Huyền Sâm muốn gửi một lời trân trọng, một lời biết ơn thay mặt cho anh Quang Phú và Thanh Thúy gửi đến lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền của thị xã Kỳ Anh cũng như huyện Kỳ Anh đến bây giờ vẫn còn ngồi đây, vẫn còn ủng hộ chương trình. Và đó thể hiện cái sự quan tâm sát sao, sự yêu thương đùm bọc tới tất cả các người dân của thị xã Kỳ Anh. Và Huyền Sâm thay mặt cho anh Quang Phú và Thanh Thúy xin được biết ơn các đồng chí lãnh đạo. Vâng, kính thưa quý vị, như Huyền Sâm được biết thì có rất là nhiều các đồng chí cũng như là các quý vị ở đây rất là muốn được ủng hộ cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn. Và lúc này thì trên tay của Huyền Sâm là danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ cho chương trình. Và Huyền Sâm xin được thay mặt cho các ca sĩ Thanh Thúy và ca sĩ Quang Phú xin được giới thiệu các nhà hảo tâm lên sân khấu. Và ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy sẽ là người đại diện để nhận cái món quà này. Bởi vì là trong chương trình ngày hôm nay thì các ca sĩ có dành tặng cho 35 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thị xã Kỳ Anh cũng như là huyện Kỳ Anh, thưa quý vị. Và Huyền Sâm thấy rằng là có 3 cái hộp từ thiện ở dưới cánh gà của sân khấu. Và Huyền Sâm biết rằng là mỗi một chúng ta thì có rất là nhiều người muốn đem những cái tình cảm của mình để gửi gắm và để gửi tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và có thể là mọi người còn ngại, mọi người không có lên chương trình để trao ở trên sân khấu, thì mọi người có thể là tự đi ra cái phiếu từ thiện để chúng ta đem một chút cái tấm lòng, một cái tình cảm của mình dành cho, để chung tay cùng với hai ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy để góp mặt, để góp, đóng góp một chút tấm lòng hảo tâm để dành cho các em nhỏ, thưa quý vị. Và quý vị có biết không, một cây thì làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, thưa quý vị. Với hai ca sĩ nhỏ bé để làm một sự kiện, một chương trình, một đêm nhạc hoành tráng như thế này, để hội tụ các ca sĩ Bắc Nam, hội tụ về miền Trung, một mảnh đất đầy nắng và gió để trao gửi những tâm tình thay vì cả những lời ca tiếng hát. Và đó là những hành động thiết thực bằng những món quà như những chiếc xe đạp để chắp cánh ước mơ dành cho các em nhỏ, để khích lệ động viên tinh thần của các em cố gắng phấn đấu, bởi vì các em chính là các chủ nhân tương lai của đất nước của chúng ta, thưa quý vị. Và bây giờ Huyền Sâm xin được trân trọng kính mời siêu thị Quang Phú với số tiền ủng hộ là 20 triệu sẽ lên sân khấu để trao tặng cho ca sĩ Quang Phú và ca sĩ Thanh Thúy sẽ đại diện để nhận món quà này. Xin trân trọng kính mời. Và tiếp theo, Huyền Sâm xin được trân trọng kính mời công ty Giang Hòa Phước và công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natsumac cùng shop Anh Sơn trao tặng số tiền 26.250.000 đồng, thưa quý vị. Và công ty Giang Hòa Phước với món quà là 10 triệu đồng, thưa quý vị. Huyền Sâm sẽ đọc liên tiếp để tất cả các nhà tài trợ lên trao cho các anh chị, bởi vì thời gian bây giờ cũng không còn sớm nữa, và các em nhỏ của chúng ta thì cũng đang chờ đợi, cũng không còn sớm để các em còn nghỉ ngơi, thưa quý vị. Tiếp theo, Huyền Sâm xin được trân trọng giới thiệu công ty xuất nhập khẩu Sông Đà trao tặng 10 triệu. Xin được giới thiệu cửa hàng xe đạp Viết Phượng với 15 triệu. Xin được cảm ơn công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam 5 triệu đồng. Công ty tôn thép Hoàng Huy Phước 3 triệu đồng. Câu lạc bộ doanh nhân Liên Phú 2 triệu đồng. Thưa quý vị, lúc này thì trên sân khấu là những món quà và mọi người trao gửi bằng tiền mặt, nhưng mà đây là chỉ là những cái
gọi là tượng trưng, một cái bảng tượng trưng thôi ạ. Thì cho phép Huyền Sâm đọc liên tiếp bởi vì thời gian thì không có nhiều. Và rất mong tất cả tấm lòng hảo tâm thì chúng ta cùng thông cảm, mau chóng lên sân khấu để chúng ta cùng trao. Và có thể là cái số tiền ở bảng này nó sẽ không được khớp, bởi vì là cũng sẽ có rất là những cái khó khăn khi mà mọi người di chuyển lên thì đọc đến thì nó hơi bị chậm, thưa quý vị. Bà Huyền Sâm nghĩ rằng là tất cả các mạnh thường quân sẽ rất là hoan hỷ khi mà đây là những tấm lòng của mình dành cho chương trình, dành cho các em nhỏ. Và bây giờ thì xin mời chúng ta có thể cho một chút âm nhạc được không ạ? Và có thể xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời, những tấm lòng rất là tuyệt vời của những nhà hảo tâm đã dành cho hai ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy để chung tay cùng với hai ca sĩ để đóng góp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong buổi tối ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, cho phép Huyền Sâm xin được đọc lại tên, đó là Siêu thị Quang Phú với số tiền ủng hộ là 20 triệu đồng. Cửa hàng xe đạp Viết Phượng 15 triệu đồng. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Naturemark cùng Shop Anh Sơn 26.250.000 đồng. 26.250.000 đồng, thưa quý vị. Công ty Giang Hòa Phước với số tiền là 10 triệu đồng, thưa quý vị. Và một con số không nhỏ trên sân khấu lúc này. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu Công ty xuất nhập khẩu Sông Đà 10 triệu đồng. Vâng, đây là những nghĩa cử vô cùng cao đẹp của những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân đã đóng góp chung tay để cùng với hai ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy để trao những món quà yêu thương dành tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, thưa quý vị. Vâng, và lúc này thì xin mời các ca sĩ chúng ta cùng đứng ở phía dưới để chúng ta cùng trao 10 suất quà đầu tiên cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thưa quý vị. Vâng, xin mời tất cả các nghệ sĩ chúng ta cùng bước lên sân khấu để chúng ta cùng chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời này, để chúng ta cùng trao những món quà yêu thương bằng vật chất cũng như là giá trị tinh thần để dành tặng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoài Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh lên sân khấu cùng với Thạc sĩ nhà báo, Chủ tịch Phạm Ngọc Đoá, Giám đốc Trung tâm Giọng ca vàng Berjo Việt Nam lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn lên sân khấu ở trong top đầu tiên, đó là 10 em nhỏ đầu tiên. Em Nguyễn Đinh Nguyễn Khánh Ly, em Hồ Thị Lê Na, em Đào Thị Huyền Trâm, em Hoàng Thảo Nhi, em Nguyễn Hồng Anh, em Dương Xuân Tâm, em Nguyễn Thị Minh Anh, em Trần Thị Huyền Sương, em Nguyễn Bùi Khánh Việt và em Hoàng Anh Tuấn lên sân khấu để nhận quà từ lãnh đạo cũng như là các tấm lòng của anh Quang Phú cũng như là chị Thanh Thúy để dành tặng cho 10 em nhỏ. Và xin mời 10 em nhỏ chúng ta cùng lên sân khấu. Vâng, và xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chứng kiến những khoảnh khắc của các lãnh đạo cũng như là trưởng ban tổ chức cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ hôm nay đã rất là hoan hỉ đứng ở trên sân khấu này để làm một đêm nhạc gửi yêu thương thật trọn vẹn, thật ý nghĩa, thưa quý vị. Vâng, những chiếc xe đạp rất là đáng yêu, rất là xinh xắn, dễ thương này. Vâng, và chúng tôi xin được một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân đã trao gửi những món quà ý nghĩa. Và lúc này xin mời tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa đầy nhân văn mà hai ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy cùng các nhà tài trợ, các nhà mạnh thường quân đã chung tay đóng góp. Mặc dù là các món quà có thể có giá trị không quá là lớn,
nhưng đây là những tình cảm vô cùng quý báu của chương trình dành tặng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thưa quý vị. Và lúc này thì xin mời các vị lãnh đạo và hai ca sĩ chúng ta cùng đứng lên cùng với các em nhỏ là top 10 em nhỏ đầu tiên để chúng ta cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị. Trước mắt quý vị lúc này là những tình cảm của các lãnh đạo cũng như là trưởng ban tổ chức cũng như là hai ca sĩ muốn dành tặng những tình yêu thương nhất dành cho các em nhỏ. Những cái ánh mắt rất là khờ khạo của các em nhỏ, có thể nói là các em đang rất là xúc động khi nhận được những cái món quà, một giá trị tinh thần cũng như vật chất, và đồng thời là chúng tôi sẽ chuyển tiền mặt dành tặng tới các em. Và máy ảnh và ống kính đâu ạ? Hãy lưu giúp chúng tôi những khoảnh khắc tuyệt vời này được không ạ? Xin là trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoài Sơn, xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Phạm Ngọc Đoá, cảm ơn nam ca sĩ Quang Phú và ca sĩ Thanh Thúy, thưa quý vị. Và tiếp theo, chúng tôi xin được giới thiệu 10 em nhỏ tiếp theo lên sân khấu nhận quà. Xin được giới thiệu em Lê Nguyễn Trọng Trung, em Bùi Thị Ánh Nguyệt, em Lê Văn Linh, em Trần Xuân Phương, em Phạm Quốc Huy, em Đậu Hoàng Bảo Duy, em Trần Thị Thanh Hiền, em Phương Thị Thúy Hằng, em Trần Lê Trần Minh Khôi, em Lê Thị Thanh Nhàn. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Mai Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo thị xã Kỳ Anh lên sân khấu để trao những món quà ý nghĩa dành tặng tới các em nhỏ. Xin trân trọng kính mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời ngôi sao ca nhạc ca sĩ Long Nhật cùng bước lên. Xin được trân trọng kính mời đại diện của cửa hàng xe đạp Viết Phượng lên sân khấu để trao những món quà ý nghĩa này dành tặng tới các em nhỏ, thưa quý vị. Và lúc này xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Để dành tặng những điều tốt đẹp cho các em nhỏ. Và đây là những chủ nhân tương lai của đất nước mình đấy ạ. Vâng, những ánh mắt còn rất là ngây dại, nhưng mà cũng rất là thông minh, kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng. Và Huyền Dâm thay mặt cho các lãnh đạo cũng như là các nghệ sĩ xin được chúc các con luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn học giỏi và thật chăm ngoan nhé. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, xin cảm ơn các nghệ sĩ, các ca sĩ. Và lúc này là danh sách 10 các em nhỏ tiếp theo lên sân khấu để nhận quà của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu em Nguyễn Thị Mỹ Như, em Nguyễn Việt Phương, em Lê Văn Bình, em Đặng Đình Trà, em Nguyễn Đình Gia Bảo, em Nguyễn Thị Quỳnh Thư, em Nguyễn Thị Cẩm Vân, em Lương Thế Bảo, em Trương Quang Hiếu và em Lương Quốc Đại lên sân khấu để nhận những món quà ý nghĩa của chương trình. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natchmark cùng shop Anh Sơn sẽ lên để trao những món quà ý nghĩa dành tặng tới chương trình, thưa quý vị. Vâng, các em nhỏ, các con hãy mạnh dạn bước lên để nhận những món quà đẹp, rất là xinh xắn, đáng yêu của mình đi ạ. Vâng, thưa quý vị, bằng những tình yêu thương của quý vị đến với hòm từ thiện ở biên giới để trao những yêu thương, những món quà ý nghĩa, để cùng chung tay cùng với nam ca sĩ Quang Phú và ca sĩ Thanh Thúy để dành tặng cho các em nhỏ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có những em nhỏ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai hết, thật là đáng thương. Và thưa quý vị, một bữa ăn sáng của mình thôi cũng có thể là một bữa ăn thật ngon, thật hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ, thưa quý vị. Vâng, và lúc này thì xin được trân trọng kính mời ca sĩ Thiên Bảo cùng bước lên sân khấu, ca sĩ Quang Phú và ca sĩ Thanh Thúy cùng bước lên, tiến lên phía trước để cùng trao
món quà dành tặng cho các em nhỏ. Và Huyền Sâm vừa đọc danh sách 10 em nhỏ, và nếu lúc này mà không đủ 10 em nhỏ ở đây thì các quý vị yên tâm rằng là chúng tôi sẽ gửi đúng món quà cũng như là tiền mặt để dành tặng cho các em nhỏ, bởi vì cũng có thể là có một số em nhỏ bận hoặc có thể là bây giờ muộn rồi nên là không có thể có mặt được trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà những món quà này thì đã chọn và đã dành riêng cho tất cả các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, thì chúng tôi sẽ gửi tới tận nhà những món quà này cho các em, thưa quý vị. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn và ống kính hãy dành những khoảnh khắc này, chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp, những khoảnh khắc thật vô cùng ý nghĩa này để dành tặng cho các con, những chủ nhân tương lai của đất nước. Và Huyền Sâm cũng cô xin được chúc các con luôn luôn mạnh khỏe, thật học giỏi và chăm ngoan nha các con. Và hôm nay con có cảm thấy hạnh phúc không? Có. Tên là gì? Nhà ngôi Gia Bảo. Con học ở trường nào? Trường cơ sở Kinh tế. Rồi, con rất là đáng yêu và tất cả các con những gương mặt rất là ngây thơ, rất đáng yêu, nhưng các con học rất là giỏi. Bởi vì thưa quý vị, đây là những phần quà dành cho những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng lại vươn lên trong học tập và là những học sinh rất là giỏi, thưa quý vị. Và một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, và tiếp theo thì Huyền Sâm xin được giới thiệu 5 em nữa trong nhóm 4. Em Phạm Hồ Tuấn Hiếu, em Phạm Hồng Thái, em Trần Đình Phát, em Nguyễn Thị Anh Thư và em Vi Thị Bảo Ngọc lên sân khấu để nhận những món quà của chương trình, là những chiếc xe đạp rất là xinh xắn và những món quà ý nghĩa từ thương hiệu Natumil, cũng như là những tiền mặt của chương trình, của các nhà hảo tâm, của các mạnh thường quân cùng với hai ca sĩ Quang Phú và Thanh Thúy đã dành tặng, ấp ủ trong bao lâu nay để dành tặng cho các em. Vâng, các con lên đi ạ, các con lên, tiến lại lên trên sân khấu. Những gương mặt thật là đáng yêu, rất là thông minh, khôi ngô, tuấn tú và xinh đẹp, thưa quý vị. Và xin được trân trọng kính mời thạc sĩ nhà báo Phạm Ngọc Đoá cùng bước lên sân khấu để trao món quà ý nghĩa này dành tặng cho các em nhỏ. Và thưa quý vị, thạc sĩ nhà báo Phạm Ngọc Đoá là một người con của quê hương Hà Tĩnh. Có thể nói là Huyền Sâm rất là yêu quý và tôn trọng anh, bởi vì anh là một người đàn ông cực kỳ là dành những tâm huyết, đặc biệt là những chuyến từ thiện dành cho tất cả các em nhỏ trên toàn quốc, thưa quý vị. Và có lẽ đấy là lý do mà Huyền Sâm luôn đồng hành với anh trên từng chặng đường trong cuộc thi giọng ca vàng Bojo cũng như là chương trình Người Đẹp Việt Nam. Và hôm nay là hội tụ về đây, đó là những người con của quê hương Hà Tĩnh. Mặc dù Huyền Sâm là người Hà Nội nhưng không có một chữ Hà, thưa quý vị. Bởi vì Hà Tĩnh là quê hương thứ hai của Huyền Sâm, thưa quý vị. Và xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, các nhà hảo tâm đã dành những tình yêu thương cho tất cả các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ âm nhạc hãy nổi lên để chúng ta cùng nối vòng tay lớn. Thì mời mọi người cùng hát cùng với tất cả các nghệ sĩ, các bà con cô bác nữa. Bảo gọi mời mọi người cùng hát. Cả nhà mình cùng hát nha. Cả nhà ơi, các con bước lên tỷ như đẹp. Đối vòng tay lớn nào. Hey. Các con bước lên, các con bước lên, bước lên, bước lên nha. Bước lên con. Nhạc lớn em ơi, nhạc lớn lên ạ. Những cánh tay của quý vị đó ạ. Rừng núi giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi đến nỗi sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như báo cát quay cuồn trời rồng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió biết vui đôi này, dòng máu nơi con tim đồng loại. Người trong ngày mới, thành phố nối xuân xa vời vời, lời chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hóa khu vươn đến núi đồi. Vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền.
xanh sông đẫm nơi điện một vòng quyền sinh. Con đứng vào đây, con đứng vào đây luôn, con đứng đây nè. Đúng rồi, con gái đứng vào đây. Yeah. Lâm Nhật kính mời toàn thể tất cả bà con chúng ta cùng bắt tay, cùng vỗ tay thật lớn và cùng hát nối vòng tay lớn. Sân khấu sáng lên, hãy cho sân khấu sáng lên đây. Vâng, thưa quý vị, cùng hoạt động nhanh có thể cho sân khấu sáng lên được không ạ? Trời nối gió đêm vui nơi này, dòng máu nối con tim đồng loài, dừng tình người trong ngày mới. Thành phố nối xôn xa vời vời, người trên nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hóa ngu vươn hết núi đồi. Vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Cả nhà hát lớn nào. Từ Bắc vô Nam tay ta đi từ đồng hóa ngu vượt lên núi đồi. Lớn lên. Vượt thác treo leo tay ta vượt đèo. Cùng quê nghèo lên phố lớn nắm tay biển xanh sông đậm nơi liền một dòng quê sinh. Biển xanh đen đẫm nỗi lòng Việt Nam. Biển xanh đen đẫm nỗi lòng Việt Nam. Yeah. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, tài bút năm 1993, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: khi bạn hát một bản tình ca, có nghĩa là bạn đang hát về cuộc đời của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay khổ đau thì đó cũng chính là cuộc đời của chúng mình. Và hôm nay nam ca sĩ Quang Phú và nữ ca sĩ Thanh Thúy đã làm được điều mà tất cả chúng ta đều rất là trân quý, đó là dành tặng những điều yêu thương, đó là trao gửi những yêu thương tới tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thay mặt cho tất cả các nghệ sĩ, những người thực hiện chương trình, Huyền Sâm xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi, cổ vũ, động viên của tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.